trình hình một đống đi mà nó kêu thất thanh từ ở ngoài ngõ vô à, có chuyện gì vô đây? Thấy rồi mà tại vì thấy nhà im lìm quá không có gì hết, kêu cho vui thôi. Rảnh quá ha. Tám. Gì đó con? Nghe Tám. Cái gì? Rồi. Gì đó? Nó được luôn á. Gì cũng được. Kỳ lắm luôn á. Nói gì vậy? Ông Tám đó. Ông làm gì con? Không phải làm một mình con đâu mà làm nguyên cái xóm luôn á. Trời ơi, ông làm cái chuyện gì động trời lắm hả? Chứ sao nữa, ông động trời mới lạ à. Trời, ông động trời sao con mò qua đây? Mà cái chuyện gì? Bây nói nhanh coi. Đây đây nè, con nói hả, ông Tám đó hả, xịt ra cái thuốc trừ sâu gì đó mà thuộc cái xịt theo cái hướng gió gì mà ta nói hả, nguyên một cái xóm hưởng hết luôn, chịu không nổi luôn á. Con lãng lắm. Cái ruộng nó bị rầy nâu thì phải xịt thôi. Bây giờ không xịt thuốc thì xịt cái gì? Không lẽ để cho rầy nó ăn hết rồi lấy gì mình ăn? Không phải, không phải ý con nói là bắt cái vụ mà xịt gì rầy nâu đâu. Mà ý con nói là xịt cái thuốc đó là ảnh hưởng tới sức khỏe của xóm mình đi nè. Người ta phản ánh quá trời luôn á. Thì mình con lãng thiệt cái chứ. Xịt thuốc thì nó phải hôi chút xíu thôi. Thì chịu đựng chút xíu nó bay qua hết thôi, có gì đâu. Trời ơi, vốn thiệt tình. Trời trời, thím Tám nói gì kỳ, thím Tám, cái này là chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con hàng xóm mình chứ đâu phải chuyện bình thường đâu Tám. Con nói là để thím Tám về, thím Tám nói lại với ông Tám coi hai vợ chồng thím Tám có cách nào coi để mình giải quyết cho nó hợp lý hơn, chứ không phải con nói ra để thím Tám mình á hả ông Tám. Trời đúng thiệt á hả, vợ chồng gì đâu mà hả nồi nắm chung nấy luôn á. Ê hổ mày. Ê hổ không có được nói cái câu đó nghe con. Bổn phận mình là con là cháu, không có được nói với người lớn như cái kiểu đó nghe không. Cái vụ này tôi biết rồi chị Tám à. Sao anh? Hôm trước nay á, là bà con ở trong xóm mình cũng có phàn nàn cái vấn đề này. Ủa, không biết là anh Tám anh xịt cái thuốc gì á, mà nó bay mùi chịu không có nổi. Bà con phàn nàn lên trên app của tôi nè. Vậy hả? Ờ đó. Tôi định qua đây là tôi gặp anh Tám để tôi hỏi nè, anh có nhà không chị? Ta nói thì đó, ổng xịt ở ngoài đồng đó, bay sùm nó mới qua nó mắng vốn nè. Ổng đang xịt ngoài đồng hả? Dạ, xịt thuốc rầy nâu. Thôi để bây giờ để tôi ra đồng. Dạ. Tôi ra đồng tôi gặp ảnh tôi hỏi coi ảnh xịt cái thuốc gì với sẵn tôi thăm ruộng tôi luôn. Dạ dạ, ừ. Anh hỏi thì đi chứ giờ coi, tôi nghe bà con vậy tôi cũng không yên tâm nữa. Còn con nữa, nè, có chuyện gì từ từ nghe ông con. Bổn phận mình là con cháu không có được hổn với thím Tám chú Tám vậy nghe không? Dạ, nha. Thôi tôi đi nghe chị Tám. Dạ anh đi. Đi. Vô đây, ngồi uống nước với thím nè. Nhỏ này, thím không có giận mày đâu. Vô đây. Xin lỗi thím Tám. Vô đây con. Dạ. Tám ơi. Ai vậy? À, ngưng chú Bi. Ở chơi đang làm gì? À, ngưng đi. Hả? Cái gì vậy? Cái gì? Làm ơn ngưng giùm tôi chút coi. Cái gì anh Tư? Buông ra. Anh xịt cái gì mà nó hôi quá trời quá đất chịu không nổi luôn á. Tôi xịt rầy nâu chứ xịt cái gì. Anh thấy không, tôi xịt 2-3 bữa nay rồi. Mà bữa nay hả? Anh diệt rầy nâu hả? Diệt rầy nâu. Anh diệt luôn nguyên cả xóm ở trong kìa. Ủa mắc mớ rồi, tôi diệt nguyên xóm. Trời ơi, nó hôi từ ngoài này mà gió nó thổi vô hôi chịu không nổi luôn á. Anh nói quá à. Anh nói vậy nếu chẳng nào tôi giết là tôi giết tôi trước nè. Tôi giết vậy nâu, tôi mắc mớ tôi giết bà con hàng xóm chi. Anh bịch cái này rồi anh đâu có nghe được cái mùi đâu. Ủa vậy hả? Trời bà ơi. Con hàng xóm mình nó chịu không nổi, người ta lên ấp người ta kiện tôi nè, con út nó chạy nắp nó thưa nè. Thì anh giải quyết người ta đi, còn này tôi xịt ruộng tôi mà giờ chứ mà để mà mấy con gầy nâu nó không chết là nó ăn trắng gốc là coi như tôi tiêu tan cái đám ruộng này của tôi luôn sao được. Thôi mà bây giờ tôi khuyên anh là đừng có xịt nữa. Không tôi phải xịt thôi, không xịt mấy con gầy này rồi chết tôi sao. Tôi phải xịt thôi. Ủa đâu rồi? Ông kiếm gì vậy? Cái cần nè. Ừ, cảm ơn nha. Trời, chỉ ông chi vậy? Ê, đừng có xịt nữa. Ngưng đi, trái vậy, xịt vậy, ông nào ngoan cố vậy? Hả? Đã nói biết bao nhiêu lần rồi mà không có ai thông báo truyền miệng hết vậy là sao hả? Ủa cái lúa người ta cái màu xanh nó đẹp, tự nhiên ở đâu xuất hiện cái màu vàng vô chối chang vậy? Lúa người ta chưa chỗ đồng đồng mà ông là... Ủa sao nhìn quen rồi ta? Ai? Thần Nông. Ủa cha. Ơ dạ chào Thần Nông. Dạ em. Ai? Dạ em Tám. Tám. Bộ không nghe cái này là chú Ba cùng đã hướng dẫn với bà con rồi sao? Dạ cũng nghe nhưng mà ruộng em rầy nâu nhiều quá, em phải tranh thủ em xịt. Dạ. Nhưng mà xịt là cũng vừa phải thôi. Xịt cái gì mà ba trộm tùm lum xịt mà kêu bằng cả làng cái xóm bốc mùi hết trơn. Dạ, ở trong bây giờ la làng ở trong kia. Chú Ba ơi giải thích giùm một cái đi, tôi ra tôi can thiệp mà còn không có nghe tôi mà còn cự tôi nữa là chú. Trời ơi, mấy chú ơi, bà con mình á là phải ra cái điểm tư vấn á để gặp anh Ba cùng anh tư vấn cho. Dạ. Xịt một lần thôi
chú xịt tới xịt lui, xịt đi xịt lại vậy nè, vừa tốn kém vừa tốn công mà không có hiệu quả. Dạ. Đầy nâu nó kháng thuốc. Không, không phải, cái này lỗi do tôi. Tại vì tôi chủ quan. Cái đợt lúa trước vừa rồi đó có rầy nâu nhưng mà tôi chưa có phun. Tôi tính là đợi lúa sau á rồi là nhiều rầy nâu á tôi phun lượt cho nó khỏe. Ai dè đâu giờ nó quá trời xịt không có xuê. Ông ơi, ông đừng có cãi bướng. Cái lúa ông là ông đi rồi, hơi đâu lúa sau. Vậy hả? Ông xịt kiểu rầy lúa ông với ông đó đi rồi đó. Tôi với ông đi lượt luôn đó. Tôi nói cho chú nghe, tập quán của bà con mình á từ xưa đến nay á ưa thờ ơ, không ngăn ngừa trước, đúng không? Chờ khi mà rầy mới tràn ngập đồng ruộng rồi đó, bắt đầu mới tá quả, rồi bắt đầu mới đem thuốc, bắt đầu mới khử nó. Mà khử cái gì? Khử từ từ, một bầy một đàn vậy nè, rồi khử tưởng đem thuốc nhiều là tiêu diệt nó chết láng hết trơn, tưởng là xong, không có đâu. Cái hậu quả sau này là cái lứa sau nó lớn lên nè. Cái lứa sau đó mới quan trọng, nó lớn lên bắt đầu lờn thuốc. Lúa thì cái chuyện nó ăn là bình thường, cỡ ong mà nó còn nuốt chứ đừng nói lúa. Chú á, phải sử dụng những loại thuốc có hoạt chất khác nhau để mà hạn chế tính kháng, chú biết không? Chú Tám, như những lời mà chú Tám nói á, khi mà phát hiện trên ruộng mình có rầy mà chú chờ từng lớp phun vậy là quá trễ rồi, đúng không? Rồi rầy gối lứa nữa nè, rồi đã vậy ruộng thì... đồng trổ nữa, cho nên mình khi mà mình phun thuốc á, thuốc nó không có xuống đến tận gốc để mà tiêu diệt này. Bây giờ là chú Ba có cái loại thuốc nào mà khác không, nó thơm thơm hơn cái thuốc này chút không? Nãy tôi đề nghị là cái loại thuốc nào nó thơm khỏi bỏ dầu thơm giống như ông này suối đi. Có một loại thuốc mới trừ rầy nâu thế hệ mới, thuốc là Becena. Tránh ra, tránh ra chút xíu đây nè. Ông có cận không? Đây cái bảng nè. Thuốc trừ rầy thế hệ mới Becena dẫn đầu nè, hiệu quả nè, an tâm luôn. Nhớ giáp tháng nha, giáp tháng mới là bắt đầu thấy là hai ba con tép là bắt đầu là sử dụng cái này liền. Rồi rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Becena là một loại thuốc có hoạt chất tiên tiến, an toàn với môi trường thiên địch, giúp cân bằng hệ sinh thái. Dạ, cảm ơn cô trợ lý. Đó, khi mà chú Tám phun á là 30 phút là rầy bắt đầu chết hết. Đó, và đặc biệt là hiệu lực kéo dài đến 21 ngày. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Từ nãy giờ nói chung ba người nói là tôi hiểu rồi, tôi thấm luôn rồi đó. Thấm luôn rồi chứ sao, phải thấm thôi. Rồi, ba người nói mà phải thấm chứ. Đúng rồi, nhưng mà giờ quan trọng nhất là tôi muốn nghe cô trợ lý nói một cái câu là chốt cái vấn đề lại để tôi hiểu nó thâm thúy và đó, sâu sắc hơn nè. Cuối cùng là ông Tám phải cần làm gì? Cô trợ lý nói đi. Câu cuối cùng rất quan trọng. Rồi rồi, tôi quan nghe. Trọng nha, quan trọng mà. Rồi, sao con? Thời lượng đến đây đã hết. Chúc bà con một vụ mùa bội thu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Cha ơi, đừng lo. Bicina 106SC, thuốc trị thế hệ mới. Tác động nhanh ngay sau 30 phút, diệt hiệu quả rầy gối lứa, rầy kháng thuốc, hiệu lực kéo dài đến 3 tuần, an toàn thiên địch. Becena, dẫn đầu hiệu quả an tâm. Sản phẩm của Corteva do Tập đoàn Lộc Trời phân phối. Tập đoàn Lộc Trời thực hiện chương trình này.